Em chào toàn thể các bác nhé. Nay thì em lại tiếp tục xử lý một con đầu deck, đầu mà cassette tự hành Soli. Con này con TC5000. Con này có hình thức bên ngoài khá đẹp mà mặt hơi phí này. Mặt hiện tượng đang hiện tượng đổ sơn. Phí không? Con này thì tình trạng con này là đang bấm play không chạy. Đấy. Có tiếng kêu các bác nghe không? Đấy. Có tiếng kêu nhưng bấm play không thấy chạy chứ gì. Rồi em sẽ tháo này ra em kiểm tra. Con này thì anh cũng đã tháo rồi nên là có một số ốc là anh không lắp. Đấy. Đây. Mấy bác nhìn được không? Bởi vì đây em đang lấy cái ánh sáng bên ngoài nó đang bị phản sáng vào ấy, nó đang bị ngược sáng. Nên là thi thoảng nó hơi lóa các bạn. Mạch của nó này. Đấy. Nói chung là dù ga con này thì cũng còn rất là đẹp nhé. Tiếng loa đang bật kia. Giờ để em sẽ kiểm tra. Tình trạng con này là motor không quay các bạn. Đây đã bật rồi này. Bật rồi, dây cu loa kia đã lắp lại rồi này. Motor không quay này. Đó. Rồi em sẽ kiểm tra xem là nó đang lỗi do cái gì nhá. Đây em đã tháo đây rồi. Trong này bọn này tra dầu mỡ nhiều thế. Của cái bên nước ngoài này các bạn. Chết dây cu loa thay khá nhiều nhé. Nhưng mà hiện tại giờ là con này là motor đang không chạy này. Hiện tại con này là em kiểm tra điện áp có nhưng motor không quay ạ. Rồi sẽ vệ sinh qua cái này một chút đi, xong sẽ kiểm tra phần motor. Đúng là lần đầu tiên em làm gặp cái thằng Soli deck tự hành. Deck tự hành nó thiết kế như thế này các bạn. Thứ nhất là một con deck tự hành thôi nhưng vỉ mạch của nó rất là to này. Nhiều linh kiện. Đấy. Thứ hai là motor nó thiết kế các bạn. Bác thấy hai dây này không? Còn tiếp thêm dây nữa này, một motor này và dây này ra ba dây, motor này là motor 5 dây. Thì riêng với motor này ấy, thì em đang nghi là con này nó sử dụng là điều tốc điện nhé, tức là nó hãm bằng nam châm các bạn, nam châm điện bên trong, nó hãm bằng nam châm điện này, tức là nó chỉnh tốc độ bằng nam châm điện này. Đấy. Hiện tại con motor đang không hoạt động. Để em kiểm tra cụ thể. Con này motor đang lỗi các bạn. Quay chúng ta quay tay nó có sạn. Để đấy em sẽ tháo motor ra kiểm tra nhé. Đây. Điều tốc ở trên này, dây điều tốc này, dưới này dây nguồn này. Đây các bạn này. Đấy. Nam châm dưới này các bác này. Đây. Chạy chủ than này. Đấy con này thì nó hãm tốc bằng ấy này, hãm tốc bằng điện này. Thì nó bây giờ mình nói đơn giản là nó sẽ cấp, mình nói đơn giản như này thôi cho dễ hiểu, nó sẽ cấp một dòng điện ở trong cái cuộn dây đồng để nó hãm cái tốc ở đây ở nam châm này, nó hãm lại các bạn. Đấy, nôm na như vậy, nó hãm tốc độ xuống, mình nói dễ hiểu như thế. Đây để em sẽ sửa con này xem. Con này phải thay dây cu loa nhé, trùng hết rồi.
Này, dây này cũng trùng. Hơi đụng vào tí là nó dạo dạo. Này, dây cu loa lâu ngày thì nó sẽ thành cái hình dáng này các con này. Đây nó sẽ thành cái kiểu vòng vòng như này, nó cứng mà. Con này thiết kế rất là ác đấy các bạn, không phải đơn giản đâu. Này, những cái trục, những cái bánh đè này nó cũng thiết kế bằng ốc này, ốc nó bắt lại. Rồi sẽ thay mấy dây con loa này, motor thì em vừa sửa chạy rồi đấy, motor vừa sửa lại đã hoạt động rồi. Chứ bọn này nó rất là hay, nó điều chỉnh tốc độ nhé, chứ còn bình thường motor 6V là không điều chỉnh tốc độ đâu, đều là ăn điện thẳng luôn đấy. Đâm ra là cái tốc độ của nó so với thời gian sử dụng lâu ngày nó sẽ bị rung sai đi, là bảo sao mà, tức là phần lớn là những con máy cổ bao giờ âm thanh nghe cũng bị chậm hơn nhé. Đây này, ok này các bạn ơi. Để rồi còn gì nữa cho nhau, còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu tình cờ gặp nhau. Con này làm thì nó hơi lằng nhằng chút đấy các bạn, tháo rất nhiều thứ nhá. Thay được cái dây cu loa ra, thay được dây cu loa tháo này, tháo hết cả các cái cụm hàm bằng trên này. Bằng trên này nó có ốc này, đây các bạn thấy đây, tháo hết luôn, tháo rất nhiều thứ. Đây dây cu loa cũ này, một tí thay cả dây công tơ mét luôn nhé, cứng hết rồi, thay cả dây công tơ mét luôn nữa. Con này play thì được nhưng mà tua lỗi này. Play này. Đấy, tua này, tua không được này. Tua tiến thì được này. Tua tiến thì được, tua lùi không chạy này. Đấy, tua lùi đứng này. Tua lùi không quay luôn. Bỏ ra đây tua lùi cũng đứng luôn này. Đấy, không chạy thế nào luôn. Rồi, để lại tháo ra kiểm tra. Các cái lẫy này em vệ sinh lại hết nhé. Cái này thì cái lẫy này của nó là như thế nào, là khi play ấy, tức nó đang ở chế độ đóng này thì nó đóng tín hiệu loa nhé, và khi chúng ta nhấn ghi thì nó ngắt tín hiệu loa này các bạn, nó sẽ ngắt tín hiệu loa ra nhé. Con này kim bị treo các bạn này. Kim nó cứ treo vào cái điểm này này, búng nó không xuống. À, rút hẳn điện ra này, rút điện ra nó bị treo này. Để em kiểm tra kim này xem nào nhé. Con này là riêng phần kim này nó đã bị họ cậy ra rồi đấy, nên là có vệt gắn keo 502 này. Này có thấy đây một điểm này, trên này, này đây một điểm nữa này. Đây đằng này gắn lại quá sâu, đây cái điểm xanh đen đen này, đấy từ điểm này lên điểm này. Đây gắn quá là chắc, để em cậy thử xem, nếu không được nó cũng thôi không cậy nhau, nó vỡ cái mặt này. Tình hình là con motor này lại không được thì các bạn ạ, lại đang bị bó rồi. Đây lại phải tháo motor ra tiếp các bạn ạ, lại phải tháo motor ra tiếp để kiểm tra nhé. Điều ba này vẫn phải tháo ra để xử lý lại các bạn, vẫn chưa ok cho lắm. Phần này cho nó ngon ạ. Con này vẫn chưa xong các bạn. Tua hai chiều ok rồi, nhưng mà bà lay đang lỗi, trục không cuốn. Đây, tua này. Chiều kia chạy này. Tua chiều kia ok này. Đấy. Phần lay này đứng đây. Đấy, phần lay trục không quay này. Đấy, trục này đứng yên này. Bây giờ con này em xử lý một cái vấn đề nữa, là con này xử lý cái phần lay in. Đấy, thì em xử lý cái phần lay in cho con này nữa. Và con này có lay in nhưng cắm lại không thấy, không có tín hiệu. Rồi, con máy này của mình đã xong rồi nhé.
Con này thì em xử lý qua một chút về cái đường lay in đấy, không là lay in không nghe đâu. Tất nhiên là anh khách thì anh ấy cũng không nói gì vấn đề đấy, nhưng mà trong quá trình em làm thì em có đường thấy đường lay in thì em cũng kiểm tra đường lay in luôn. Thì đường lay in con này thì không dùng được nên em xử lý qua rồi. Bây giờ lay in là có rồi đây này. Lay in thì nhấn nút jack này. Con này thanh rất là hay các bác. Lên hết cỡ lên đi. Đấy, lay in là có này. Nhấn nút jack thì là lên lay in nhé. Bây giờ em sẽ test phần băng này, tua ok này, tua này, tiến này, và lay này. Âm thanh trong trẻo lắm. Biết anh nơi đâu. Con này nó thiết kế nhỏ gọn, dòng Soli thì những con deck tự hành Soli thì âm thanh rất là hay luôn. Những cái con nhỏ này và những con nhỏ hơn nữa luôn, và những con size to hơn thì âm thanh rất là tuyệt vời. Trong nét. Biết anh ra đi thật rồi. Internet còn ok, hoạt động ok, âm thanh hay. Tuner sáng nay nghe mưa quanh mình, trời chợt lạnh như mùa đông. À, có điều là con này thì cái phần cơ của nó nhiều dây cu loa quá. Để em xem thân nào. Một dây chính. Xem nào, một dây này. Hai dây này, ba dây này. Bốn dây, năm dây này, sáu dây, bảy dây. Trên một con đầu bé xíu này thôi tính cả dây công tơ mét là bảy dây cu loa. Không phải đùa các bạn. Đúng bảy dây cu loa luôn. Mà con này thì nếu như cái dòng này mà nó chạy theo cái dạng là motor thẳng như một số cái đời Molo ấy, motor 6V ấy, thì khẳng định không kéo được con này. Âm thanh méo tiếng ngay. Nên là cái dòng này, nếu như dòng này mà có thay được sang, thay được cái motor bình thường ấy, 6 giây bình thường, nó không có tinh chỉnh tốc độ, thì bọn này phải bỏ rất nhiều thứ. Bỏ hết công tơ mét đi, bỏ một số cái đi, chế độ của nó đi, chỉ để những cái dây cu loa chính thôi, để cho nó tua được và play được thôi, thì may ra còn tạm được. Mà em còn sợ là âm thanh nó cũng bị méo, nó bị chậm tiếng, nó không thể nhanh được. Như con này thì chỉnh được tốc độ, có thể chỉnh nhanh hơn nữa được. Thế ra nếu như cái con này này motor mà không sửa được motor thì con này rất là dở luôn. Cũng rất là may mắn là đã sửa được cái motor cho con này, nó chạy ok. Rớt trên cuộc tình mong manh. Đấy rồi, con này của mình đã ok. Con này thì khá nặng các bạn, cầm nặng lắm. Con này thì bây giờ coi như đã xong, nhưng mà em sẽ mở em test hết cho mình cuốn băng luôn để kiểm tra xem là cái quá trình play ấy, quá trình chạy nó có vấn đề gì lỗi không. Đấy. Một ngày mưa buồn, cơn gió đông lạnh đầy đôi tay. Anh đã đi để lại nơi này, đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm. Âm thanh quá hay, thực sự nó rất là lét các bác. Rồi, cảm ơn anh khách ở Hải Dương. Đúng không? Đúng con này của anh khách Hải Dương. Đã tin tưởng gửi hàng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, cũng như là cảm ơn các bác đã tin tưởng. Cảm ơn bác rất nhiều. Chào tạm biệt các bác. Bây giờ thì cũng muộn rồi, 7 giờ tối rồi. Hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.